Vườn hoa 45 triệu bông giữa sa mạc rộng nhất thế giới chỉ có thể là Dubai. Khu vườn Miracle của Dubai, trải rộng trên diện tích hơn 70.000 m², được sắp đặt thành những tuyệt tác với hệ thống tưới nước từ nước thải tái chế. Vườn Miracle được công nhận là vườn hoa lớn nhất thế giới, nằm ở khu Arabian Al-Ramchis của Dubai, thành phố nổi tiếng với những công trình nằm ngoài sức tưởng tượng. Điểm tham quan tuyệt vời này đang giữ kỷ lục UNESCO cho khu vườn nằm ngang lớn nhất thế giới. Những cụm hoa được tạo thành hình trái tim trải dọc lối đi là một trong những nơi được nhiều du khách yêu thích. Khu vườn rộng lớn này có hơn 45 triệu bông hoa đang nở với màu sắc rực rỡ. Với hàng rào là các cối xay gió, khu vườn hoa có chỗ đỗ xe, khu ngồi nghỉ, phòng cầu nguyện và các cửa hàng dành cho du khách. Trải rộng trên diện tích hơn 70.000 m², vườn Miracle có những cụm hoa tuyệt đẹp, lối đi vòng trái tim và lâu đài hoa lộng lẫy. Nơi đây trở thành một ốc đảo đầy màu sắc giữa sa mạc. Dubai lập kỷ lục màn bắn pháo hoa lớn nhất thế giới, 1.332 quả trên một giây. Dubai đã bắn 500.000 quả pháo hoa để đón chào năm mới 2014 trong màn trình diễn được cho là lập kỷ lục thế giới. Màn bắn pháo hoa diễn ra tại nhiều địa điểm trên bờ biển Dubai, bao gồm quần đảo nhân tạo hình cây cọ Palm và tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, 828 m. Sự kiện đã được truyền hình trực tiếp trên YouTube và trang web của hãng truyền thông Dubai Media. Các nhà tổ chức cho biết 500.000 quả pháo hoa đã được sử dụng cho màn trình diễn năm nay. Đây được cho là màn bắn pháo hoa lớn nhất thế giới cho tới nay. Trước đó, vào năm 2011, Kuwait đã lập kỷ lục với 77.282 quả pháo hoa trong một giờ bắn liên tục. Các đại diện của tổ chức UNESCO cũng đã có mặt tại Dubai để xác nhận màn trình diễn. Tòa tháp cao nhất thế giới. Tòa tháp cao nhất thế giới khai trương trong màn bắn pháo hoa rực rỡ và được đổi tên từ Burj Dubai thành Burj Khalifa. Tòa tháp có hình cây kim nhọn hoắt và được miêu tả là thành phố thẳng đứng bởi nó làm lu mờ mọi tòa cao ốc hiện có và đẩy lùi các giới hạn trong kiến trúc và xây dựng. Tòa tháp gồm 164 tầng, nhiều hơn bất cứ tòa nhà nào trên thế giới và có một ban công trên tầng 124 cho phép nhìn toàn cảnh thành phố. Tòa tháp cao 828 m và trị giá 1,69 tỷ USD được xây dựng từ tháng 9 năm 2004 và cần tới 12.000 nhân công để hoàn thành. Có thời điểm, cứ sau 3 ngày, một tầng mới lại được mọc lên. Lượng bê tông được sử dụng để xây tháp đủ để đắp một con đường dài 2.065 km và lượng thép gia cố có thể nối dài đủ 1/4 quãng đường vòng quanh trái đất. Trên tầng 39, một phòng tắm xa xỉ cùng các phương tiện giải trí có thể đáp ứng nhu cầu của những ông trùm xa hoa nhất trên thế giới. Hệ thống làm lạnh tạo ra đủ lượng nước để lấp đầy 20 bể bơi Olympic mỗi năm. Tòa tháp được thiết kế bao gồm 1.000 căn hộ, 49 tầng dành cho văn phòng và một khách sạn do chuyên gia thời trang Giorgio Armani thiết kế. Tòa tháp không chỉ phá kỷ lục về chiều cao mà còn ghi danh về những kỷ lục khác như ban công quan sát cao nhất thế giới, thang máy chạy nhanh nhất với tốc độ 64 km/h. Toàn bộ bề mặt ngoài của tháp được làm bằng kính và thép, có thể phủ kín diện tích của 17 sân bóng. Nằm dưới chân tháp sẽ là khu trung tâm Downtown Burj Dubai, rộng 202 hecta, bao gồm 30.000 ngôi nhà, 9 khách sạn, một công viên rộng 24.000 m², khu mua sắm lớn nhất thế giới Dubai Mall, rộng 836.000 m² và một hồ nước rộng 120.000 m², công trình do Adrian Smith đến từ Chicago, Mỹ thiết kế và mang ý tưởng thu hẹp khoảng cách giữa thế giới Ả Rập truyền thống với phong cách phương Tây hiện đại. Sân khấu nhạc nước huyền ảo lớn nhất thế giới. Nếu đến Dubai, bạn không quên đắm mình trong sân khấu nhạc nước lớn nhất thế giới trên hồ Burj. Dubai là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, là nơi ăn tiêu xa xỉ có 102. Tại đây, người ta cho xây dựng những công trình tưởng chừng như điên rồ, nhưng lại tuyệt đẹp và huyền ảo. Một trong những công trình kỷ lục phải kể đến là sân khấu nhạc nước lớn nhất thế giới trên hồ Burj. Sân khấu này có chiều dài 275 m, được thiết kế với hơn 6.600 ngọn đèn và 25 máy chiếu màu được lắp đặt kỳ công, giúp du khách dễ dàng thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng ở cách xa vài cây số. Sân khấu nhạc nước dài nhất thế giới trên hồ Burj, Dubai, khánh thành vào tháng 4 năm 2009, là một trong những sân khấu nhạc nước ấn tượng nhất trên thế giới về mặt âm thanh và ánh sáng. Hầu như, mọi du khách đều không thể rời mắt trước những ngọn nước phun cao uốn éo trên nền nhạc âm nhạc Ả Rập và thế giới. Nếu bạn thích thú với nhạc nước thì không một nơi nào khác có thể so với Dubai. Hãy đặt vé máy bay đi Dubai để đến với Burj Dubai để tận hưởng nhé. Hòn đảo nhân tạo hình cây cọ lớn nhất thế giới. Quần đảo cây cọ Dubai là ba hòn đảo nhân tạo gồm Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali và Palm Deira. Đây là quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Đảo cây cọ Palm Jumeirah đã được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của thế giới và được xây dựng để trở thành một thành phố ngoài khơi với khoảng 32 khách sạn sang trọng cùng các trung tâm mua sắm nổi tiếng với những địa điểm du lịch hấp dẫn khác.
Khu nghỉ Atlantis với chi phí xây dựng lên tới 800 triệu bảng sắp được khai trương trên đảo nhân tạo hình cây cọ Palm Jumeirah của Dubai. Bất chấp e ngại từ các nhà phân tích tài chính, Dubai vẫn cho rằng khu nghỉ với tổng diện tích 45 hectare là đầu tư hợp lý, phòng khi nguồn dầu mỏ cạn dần. Khu nghỉ này có một bể sinh vật cảnh ngoài trời với 65.000 con cá, cá đuối và các sinh vật biển, cùng một bể cá heo với trên 20 chú cá heo mũi to, giống cá heo phổ biến nhất tới từ vùng đảo Solomon. Theo Daily Mail, kế hoạch phát triển các hòn đảo nhân tạo của Dubai thường vấp phải chỉ trích của các nhà hoạt động môi trường. Họ cho rằng việc xây dựng đảo nhân tạo sẽ làm hư hại các dải san hô và thay đổi dòng chảy. Quần đảo này được xây bởi Nakheel Properties, một nhà phát triển tài sản ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các hòn đảo này sẽ nằm ở ngoài bờ biển của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong vịnh Ba Tư và sẽ cộng thêm 520 km bãi biển cho Dubai. Khi hoàn thành, khu nghỉ này sẽ có 2.000 biệt thự, 40 khách sạn sang trọng, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim và rất nhiều công trình khác. Công trình được dự kiến cho 500.000 người và được quảng cáo là có thể nhìn thấy từ mặt trăng. Các đảo được đặt xây với mục đích tăng cường phát triển du lịch cho Dubai. Mỗi khu định cư sẽ có hình dạng một cây cọ, được bao bọc bên ngoài bởi vành cung hình trăng lưỡi liềm và có sẽ nhiều trung tâm giải trí dân cư trên đó. Vật liệu tạo nên các hòn đảo là đất, cát và đá, được khai thác trong nước. Giữa ba hòn đảo là hơn 100 khách sạn sang trọng, khu biệt thự và căn hộ dân cư bên bãi biển độc quyền, bến tàu, công viên giải trí, nhà hàng, khu mua sắm, khu thể thao và thể dục sức khỏe. Palm Jumeirah bắt đầu được xây dựng từ tháng 6 năm 2001. Ngay sau đó, người ta bắt đầu lấp biển và thông báo việc xây dựng Palm Jebel Ali. Năm 2004, đến lượt kế hoạch xây dựng Palm Deira được công bố. Cuối năm 2008, quần đảo đã mở cửa đón khách tham quan. Dự kiến trong vòng từ 10 đến 15 năm nữa, toàn bộ các công trình ở đây sẽ được hoàn thành. Công nghệ nạo vét mới của người Hà Lan được áp dụng để tạo lên các hòn đảo nhân tạo này. Chúng là những hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới, có thể nhìn thấy từ không gian. Ba trong số các cây cọ này sẽ được hoàn tất. Cây cọ cuối cùng sẽ là cây to nhất. Cảng nhân tạo kiểu Dubai lớn nhất thế giới. Jebel Ali là cảng nhân tạo lớn nhất thế giới, cảng lớn nhất ở Trung Đông và là một trong 7 cảng đông đúc nhất trên thế giới. Cảng nhân tạo này nằm ở Dubai Marina, một quận nổi bật của Dubai, diện tích 35 km2. Đây là hải cảng được thành lập trên sa mạc trong những năm 1970 và từng được xem là tiêu biểu cho nền kinh tế phát triển của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cảng Jebel Ali xử lý 13,64 triệu đơn vị container trong năm 2013, tăng từ 13,3 triệu trong năm 2012. Thị trấn cảng Jebel Ali nằm cách 35 km về phía tây nam của thành phố Dubai. Khu vực này là nơi hoạt động của 5.000 công ty từ 120 quốc gia. Vì vậy, cảng Jebel Ali được coi là một trong số các cảng thương mại khá sầm uất trên thế giới. Jebel Ali là thị trường có sức tiêu thụ lớn các mặt hàng về chè, nông sản và lương thực thực phẩm. Khu cảng và thị trường tiêu thụ của Jebel Ali hứa hẹn sự phát triển tốt đối với thương mại và quốc tế của Việt Nam. Cửa hàng kẹo lớn nhất thế giới tại Dubai, công ty kẹo Candy Delicious Dubai đã thiết lập kỷ lục Guinness thế giới mới cho cửa hàng bán lẻ kẹo lớn nhất thế giới. Muốn khám phá một thế giới đầy màu sắc của các loại kẹo thì bạn chỉ cần cách đến cửa hàng Candy Delicious ở đây. Bạn ở đây, bạn có thể thấy rất nhiều những loại kẹo khác nhau, từ quen thuộc đến lạ mắt. Giám đốc hệ thống kẹo Rito Ideato LLC, công ty có cửa hàng kẹo Candy Delicious của bà Sunaina Gill nói: "Phương châm của cửa hàng chúng tôi làm ăn là hạnh phúc. Chúng tôi rất vui mừng vì đã có một cửa hàng kẹo lớn nhất thế giới này. Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ khách hàng đầy đủ những loại bánh kẹo với một phong cách phong phú và đầy đủ nhất." Candy Delicious là tên gọi của hệ thống những cửa hàng bánh kẹo lẻ có ý nghĩa đại diện cho trí tưởng tượng, niềm vui và ký ức tuổi thơ không thể thay đổi. Tất cả những loại kẹo hầu hết đều được kết hợp với thế giới của trí tưởng tượng và những điều tốt đẹp nhất. Candy Delicious là một cửa hàng kẹo đặc biệt và bạn không thể thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ nơi này. Có thể nói, cửa hàng có tất cả những loại bánh kẹo trên toàn cầu, với quan điểm mọi người nên dành thời gian để khiến cuộc sống của mình vui vẻ hơn, và một trong những điều đó đơn giản là những viên kẹo ngọt ngào. Đặc biệt, trẻ em đến với cửa hàng thường bị thu hút bởi hình tượng một cây kẹo nhúng sô-cô-la rộng 10m ngay giữa trung tâm cửa hàng. Những em bé sẽ không cưỡng nổi việc muốn được ôm cây kẹo khổng lồ này. Cửa hàng kẹo này đã ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới vì có kích thước lớn nhất. Nhẫn kiểu Dubai lớn nhất thế giới nặng 60 kg. Vương quốc Ả Rập Saudi giàu có một lần nữa khoe sự xa hoa của mình với chiếc nhẫn vàng đính pha lê khổng lồ có trị giá lên tới 3 triệu USD.
66,7 tỷ đồng. Mới đây, công ty vàng và trang sức Taiba thuộc Vương quốc Ả Rập Saudi đã cho ra mắt chiếc nhẫn siêu khủng mang tên Nimat Taiba, tạm dịch ngôi sao Taiba, với trọng lượng lên tới 58 kg. Các vị khách tham dự triển lãm và đồng hồ và trang sức vùng Trung Đông tại trung tâm Asia Expo Center sẽ lần đầu có cơ hội chiêm ngưỡng chiếc nhẫn vàng nặng nhất thế giới từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10 năm 2015, ước tính trị giá lên tới 3 triệu USD, khoảng 66,7 tỷ Việt Nam đồng. Món trang sức xa xỉ này được trưng bày chứ không thể dành cho mục đích kinh doanh. Với trọng lượng 58 kg, chiếc nhẫn này đã được ghi nhận vào kỷ lục Guinness thế giới, đồng thời được Hội đồng Vàng thế giới chứng nhận chất lượng. Tuy chiếc nhẫn khổng lồ được bày bán, nhưng nhà sản xuất không bỏ qua cơ hội kinh doanh ở những phiên bán nhỏ hơn. Phiên bán nhỏ hơn được chào bán với 3 màu sắc vàng, trắng, hồng với mức giá 320-410 USD, khoảng 7-9 triệu Việt Nam đồng. Được biết, khối lượng chính xác của chiếc nhẫn vàng có 102 là 58,686 kg với đường kính lên tới 2,2 mét. Trong đó, lượng pha lê Swarovski chiếm tới 5,17 kg. Để hoàn thành tác phẩm kim hoàn đỉnh cao này, 50 năm thợ chế tác trang sức lành nghề đã phải làm việc chăm chỉ trong vòng 45 ngày liên tục. Ông Sai Mohamed Amir Mitfa, CEO của trung tâm Jafira Expo Center chia sẻ rằng, chiếc nhẫn này được làm từ năm 2000 với trị giá 550.000 USD, khoảng 12,2 tỷ đồng. Khi đó, giá vàng chỉ đạt ở mức 250 USD, khoảng 5,5 triệu đồng lượng, và cho đến ngày hôm nay, giá trị của món trang sức đặc biệt này đã nhân lên gấp nhiều lần. Thông thường, tại các buổi triển lãm, du khách thường bị thu hút bởi trang sức kim cương hơn là vàng. Nhưng năm nay, chiếc nhẫn Nimat Taiba đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.